TDI, chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị. Chủ nhân của vườn trên cao cho biết, ý tưởng xây dựng vườn xuất phát từ chính tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm khi người dân đô thị thường phải ăn rau không rõ nguồn gốc, ngày càng xuất hiện nhiều bệnh tật từ chính nguồn gốc không minh bạch của thực phẩm. Được biết, mô hình trồng rau này được người dân khu chung cư ủng hộ nhiệt tình. Mọi người rất yêu thích việc tham quan khu vườn cũng như đề nghị mua rau tại đây hàng ngày với mong muốn vườn rau hiện đại không chỉ đơn thuần là việc trồng vì đam mê, trồng để thu hoạch chia sẻ với những hộ dân cùng sân thượng mà còn nhân rộng mô hình khí canh trên các khu chung cư khác. Hiện tại khu vườn được trồng thử nghiệm trong diện tích 85m², chiếm khoảng 5% so với diện tích sân thượng chung cư, gồm nhiều loại rau quả ăn hàng ngày như rau muống, rau cải, xà lách, cà tím, dưa leo. Bên cạnh đó có thể kết hợp trồng thêm các loại trái cây được ưa chuộng như dưa lưới, cà chua, đậu bắp, dưa leo. Được triển khai theo phương pháp khí canh trụ đứng dinh dưỡng hữu cơ, ưu điểm của phương pháp này là tiết kiệm diện tích, rau dễ trồng, dễ chăm sóc, đặc biệt là lượng rau thu hoạch cũng lớn hơn nhiều so với lượng canh tác truyền thống. Việc thiết kế các trang trại trồng rau, cây xanh chuyên nghiệp trên nóc nhà các tòa nhà lớn đã khá phổ biến trên thế giới, song ở Việt Nam, mô hình này còn khá mới mẻ. Do vậy, với mô hình như khu vườn tại thành phố Hồ Chí Minh đang là một tín hiệu tốt cho việc xanh hóa môi trường sống tại các khu chung cư hiện nay.